Hello, chào mừng quý vị đến với kênh nhạc cụ âm thanh sáng Du Tứ tại thành phố Hải Dương. Đó, vâng, hôm nay mình sẽ demo và review cây đàn organ mang thương hiệu Melody A100S. Với cái đàn Melody A100S này thì các tính năng khá là đầy đủ. Đấy. Trước mắt quý vị thì đây là một cây đàn theo Dư Tứ nghĩ là nó xứng đáng tầm tiền so với giá tầm khoảng hơn 4 triệu đồng một tí. Thì so với các nhiều các hãng khác thì cây này khá là ok về âm thanh, hình thức rồi chất lượng cũng như độ bền. Nó sẽ có sự chênh lệch giữa về cái chất lượng về âm thanh so với những hãng khác để mà so với tầm giá ngang nhau là nó sẽ hơn vượt trội. Chính vì thế mà Dư Tứ muốn giới thiệu tới quý vị cũng như các bạn biết đến cây đàn Melody A100S. Với cái này cũng tính năng đầy đủ, có ben rung, ben luyến, đấy, to nhỏ, tempo các thứ ở ngoài, solo có nhịp, mixer chỉnh các trách to nhỏ, emoly là để hòa âm. Rồi start, rồi swing start là dừng và báo trống, intruding kết thúc và chào đầu bản nhạc, phiêu A, phiêu B riêng, mixer là bật hợp âm, rồi các banh tiếng, tiếng mẫu của từng tiết tấu này, và có banh tiếng này, có 10 banh tiếng. Kia đây là piano để nút để chạy riêng. Khi ta ấn đang chạy một cái chơi một cái bản nhạc và có tiết tấu thì ta cần chạy piano ngay, thì ta ấn chữ piano đây thì là tất cả bàn phím nó sẽ hiện về mặc định ban đầu là tiếng piano. Demo là những bản nhạc mẫu, song cũng là những bản nhạc mẫu, song là bài hát là nó có 150 bài hát, và style style thì có 280 style, 280 tiết tấu đấy. Voi là âm sắc thì có đến 700 âm sắc, rất là nhiều luôn. Con này là đặc biệt, con này nó có túc, túc nghĩa là cảm cảm âm bàn phím, độ mạnh nhẹ của phím sắc thái đấy, và cái nước cộng midi. Và đây là vào nhóm các tiếng, và đây là nhóm của các điệu trống. Đây cho nên là các ký hiệu của các nhạc cụ khi mà ta chơi ta chuyển tăng chế độ drum, lấy âm sắc của drum là tiết tấu của trống thứ người ta chơi. Đàn gồm 6 nút phím và loa bass cực đại, loa bass 12 cũng rất kết cấu và có lát chắc này. Sau đây tôi sẽ demo qua quý vị nghe. Thank you.
cái tấu thứ hai để quý vị đến với cái tấu disco hoặc là người ta cũng gọi là tấu đàn này, cái tấu rất là mạnh mẽ. Chờ quý vị bài xuân. Tiếp theo xin mời quý vị đến với một tiết tấu rất là chi tình lãng mạn của phong cách bolero, tiết tấu rumba. Thank you.
Chào mừng quý vị đã được nghe bản demo trên cây đàn Melanie A100S. Và quý vị nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Du Tứ để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ bên nhạc cụ Du Tứ tại thành phố Hải Dương. Và quý vị nếu có nhu cầu sử dụng và mua cây đàn này về để thỏa sức niềm đam mê của mình, xin mời quý vị gọi đến số 0974 682 663. Và một lần nữa, Du Tứ xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video.